Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Fan Vlog. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại một video mới giới thiệu dòng sản phẩm kẹo sô cô la mới. Đây, kẹo La Casa. Trong một hôm khi đi siêu thị, mình đã mua được hai lọ này, hai hộp này và mình đã quyết định mang về và review cho các bạn xem. Ở đây thì mình có hai vị là vị cà phê cappuccino, sô cô la cà phê cappuccino và cacao tự nhiên, cacao thường thôi. Thì nhìn cảnh tổng quan bên ngoài nó rất là đẹp các bạn ạ. Đây là phía dưới. Bây giờ thì ở đây mình có hai vị. Mình sẽ quyết định mở vị sô-cô-la này trước. Còn vị này mình sẽ mở trong một video sau nhé. Ok, giờ mình sẽ mở nó ra. Thêm một thông tin thú vị về sản phẩm này. Đó là đây là một sản phẩm từ Tây Ban Nha. Khá là khó xé nhưng mà mình đã xé được. Ôi trời ơi. Ok, mình xé xong rồi. Giờ mình sẽ mở ra nhá. 1, 2, 3. Nó là hình gói các bạn ạ. Trong một lần nó có những gói. Nó có một gói như thế này. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt ra nhé. Mình sẽ cắt một góc trước để xem nó như thế nào đã. Wow, và khi mình vừa mở ra thì một hương thơm rất là thơm đã bay từ cái túi này, rất là thơm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đổ ra bàn một vài miếng nhá. Ô, nó khá là nhỏ thôi. Nhìn cực kỳ dễ thương. Khá là nhỏ. Nhìn rất là dễ thương luôn. Bây giờ mình sẽ ăn nhá. Ăn miếng. Mình sẽ ăn cái nhị trước. Đây là một loại sô-cô-la đắng. Mình nghĩ thì đối với mình thì nó rất là ngon, thì mình rất thích sô-cô-la đắng. Nhưng mà mình nghĩ các em nhỏ thì Mình nghĩ các em nhỏ thì khả năng là nên ăn cái sô-cô-la sữa thì hay hơn. Nhưng mà dù sao thì nó cũng khá là ngon các bạn ạ. Rất phù hợp trong bộ món ăn vặt ngày Tết nhá. Bây giờ mình sẽ bày ra cho các bạn xem. Hương vị của nó nếu bạn nào muốn thử cái kẹo này thì có thể đến các hệ thống siêu thị đã đều có hết nhá. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Nếu các bạn thích video này thì hãy like, share và đừng quên chia sẻ với bạn bè nhé. Hãy nhớ rằng mình sẽ luôn luôn up video vào những ngày nghỉ hoặc những hôm thứ sáu. Các bạn hãy theo dõi nhé. Tạm biệt các bạn.